Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Thúy Béo đây. Thực sự là rất lâu rồi mình mới lại quay trở lại làm vlog. Vì thực sự là trong khoảng thời gian qua mình rất là bận. Mình interview, phỏng vấn để tìm việc rất là nhiều. Và sau đó thì mình có việc. Và sau đó thì mình chuyển nhà lên London. Và sau đó thì mình chuẩn bị các thứ để on board. Thế nên là gần 2 tháng rồi mình cũng không có ra cái vlog gì cập nhật về cuộc sống của mình cả. Và hôm nay thì là một ngày thứ 6. Mình đang trên đường đi làm. Và mọi người thấy không? Trời có đang chưa sáng hẳn, nhưng mà mình đã bước ra ngoài đi làm rồi. Bây giờ là 7 rưỡi sáng. Đó, và hôm nay thì mình sẽ ghi lại nhật ký một ngày đi làm của mình nha. Và hy vọng là mọi người sẽ thích vlog hôm nay của mình, bởi vì nó sẽ mang một màu sắc rất khác. Vì Thúy Béo đây không còn đi học nữa rồi. Tôi đã bước vào giai đoạn bán mình cho tư bản. Cái này cởi ra thôi. Đây là cái chìa khóa nhà và cái thẻ đi phương tiện công cộng, đi tàu điện các thứ của mình. Mình đeo nó những lúc mình đi ra ngoài. Tại sáng nay cái áo này nó không có túi để đút nên mình đeo vào cổ, trông hơi ngớ ngẩn, trông hơi trẻ con. Mình sẽ bỏ ra và đi làm với mình nha. Nếu mọi người chưa bao giờ biết cảnh đi làm buổi sáng bằng tàu điện ngầm ở London nó như thế nào thì nó là như thế này. Nó rất là đông và nó rất là ngợp thở, và nó rất là mệt, và nó rất là xô bồ, và nó không biết bao giờ thì đến lượt mình bước vào trong cái thang máy kìa. Oh my god. Ok, bài học là kiên định thôi. Nào, mọi người đoán đi, đoán đi xem tôi có vào được cái thang máy này không. Oh my god. Vẫn còn người bỏ lại phía sau. Ok, nhìn theo một hướng tích cực thì tôi sẽ là người đầu tiên bước vào cái thang máy tiếp theo. Đây là chỗ ngồi làm việc của mình. Để mình phải chuyển cái camera đã nha. Giới thiệu với mọi người, đây là góc làm việc của mình. Thì mình có một chiếc máy tính. Và mình có một chiếc màn hình. Và hôm nay thực ra là tuần đầu tiên, một trong những ngày trong tuần đầu tiên mình đi làm. Và mình rất là hào hứng với công việc này. Tuy nhiên thì những cái ngày đầu tiên thì rất là bận, nên là mình không có... Mặc dù mình có ý tưởng quay một ngày đi làm của mình, nhưng mà những cái ngày đầu tiên thì thực sự là rất là bận. Mặc dù nó rất là vui và có những cái khoảnh khắc đặc biệt mình không có quay lại được trong cái ngày đầu tiên. Tuy nhiên thì ngày đầu tiên rất là bận nên không có làm, không có quay được vlog gì hết. Còn hôm nay thì đây, mình sẽ ghi lại nhật ký, coi như là nhật ký một ngày đi làm của mình. Mới quay trở lại cuộc sống văn phòng thôi, nhưng mà trên thì mình đã cảm thấy mặt béo hơn, ăn nhiều hơn, béo hơn, ít vận động hơn. Nó là những cái mặt trái của cái cuộc sống văn phòng, dù là bạn có làm ở đất nước nào đi chăng nữa. Nên là sắp tới khi mà ổn định công việc rồi thì mình nghĩ là mình sẽ tham gia trở lại một cái môn thể thao ở đấy, hoặc là một cái bộ môn gì đấy. Công ty mình thì sáng thứ ba và sáng thứ tư là có cái hoạt động tập yoga, tập thể. Tuy nhiên là mình còn bận ngủ nên là mình chưa tham gia, nhưng mà mình sẽ cân nhắc tham gia. Cũng là một cơ hội rất là tốt để giao lưu với mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ set up các làm việc của mình trước nha. Đây là quyển sổ của mình. Quyển sổ này là ở Nottingham Trent University. Mình học trường Nottingham Trent. Tình hình hôm nay là sáng thứ 6, thế nên là mọi người cũng có phần thoải mái hơn. Mình đang là người đến sớm nhất cái phòng của mình. Đây là góc trà và cà phê buổi sáng. Phòng mình thì có một cái pantry để ra ngoài uống trà và cà phê. Pha ở ngay bên ngoài cái góc làm việc của bọn mình thôi. Và ở đây thì có trà này, có trà này, có cà phê này, có đường này, có một cái bánh, một cái vật. Và nói chung là đi làm ở nước ngoài hay gì thì nó cũng vẫn rất là tiện nhá. Nó vẫn có lo vi sóng cho mọi người có thể mang những cái lunchbox đi để quay lại này, ăn trưa cho tiện này. Xong là ở đây thì cũng có rất nhiều cái free space đó để mọi người có thể ngồi và ăn trưa, nói chuyện với nhau. Nói chung là tiện lợi, khá là tiện lợi, mình thấy vậy. Ở dưới thì có nhiều tiện ích hơn, và ngoài mặt đường bước ra khỏi cái building thì có rất là nhiều hàng ăn uống, cà phê các thứ. Buổi trưa lunch time mọi người có thể ra ngoài, nó cũng giống như cuộc sống văn phòng ở Việt Nam thôi.
Because everything in the city center, you just walk around the street, along the street, you get everything you want. You can go clubbing until like 3 o'clock and just walk home. Yeah. You just have to get the taxi Đây, mình vừa ăn trưa xong, bây giờ thì mình sẽ lấy một cái ly cà phê và uống cà phê nha. Và bắt đầu giờ làm việc buổi chiều nào. Mình thích cappuccino. Some skip salt. Ok. Đây, nếu mà ai mà ngồi ở trong phòng chán quá hoặc là muốn nói chuyện riêng, trao đổi riêng thì có thể ra đây ngồi. Lâu lắm rồi mới lại quay trở lại trang phục công sở. Quần vải thật là lạ. Yes. Trong này thì nó là một khu yên tĩnh hơn. Mọi người có thể move ra đây làm việc mà không sợ bị ai gián đoạn. Ví dụ như ngày xưa lúc mình đi interview là họ có giao cho mình một cái task, sau đó là mình ngồi đây mình làm. Còn đây là những cái box điện thoại, mọi người vào đây ngồi nói chuyện điện thoại, gọi online để không làm phiền đến người khác. Mọi người thấy gì đây không? Mình đã uống hết rất nhiều trà và cà phê. Mình đã uống một ly trà và ba ly cà phê cho một buổi chiều. Trời đất ơi. Thực ra là mình cũng không có buồn ngủ đâu. Và mình cũng không có nhu cầu uống nhiều thế đâu. Mà cà phê bên này thì cũng chẳng thể giúp tỉnh ngủ được đâu. Nhưng mà đấy, ngồi văn phòng nên nhiều lúc buồn tay, buồn chân, buồn mồm thì cứ uống thôi. Chứ thực ra mình cũng không hề buồn ngủ. Nào, mình sẽ để tạm nó sang bên này. Bây giờ là 4 rưỡi rồi và mình sẽ kết thúc hết những cái công việc của ngày hôm nay, báo cáo và sau đó đi về. Mình đã quay trở lại sau một ngày làm việc vất vả. Đi làm khi trời còn chưa sáng và trở về khi trời đã tối. Mọi người thấy thời tiết ở UK có chán đời không? Mới 5 giờ chiều thôi. Đó, nhưng mà đấy, nhìn chung thì một ngày đi làm thì đi làm thôi, cũng không có gì đặc biệt cả. Nhưng vì là cũng rất lâu rồi mình mới đi làm trở lại sau gần 2 năm tạm dừng đi làm để đi học thì bây giờ mình cũng mới đi làm trở lại nên là mình sẽ ghi lại những cái khoảnh khắc và những cái kỷ niệm này để sau này mình có chuyển một công việc khác hoặc là mình có chuyển về Việt Nam, mình có về lại Việt Nam xây dựng lại cái công việc và tất cả mọi thứ của mình ở Việt Nam thì mình vẫn sẽ rất là nhớ những cái ngày tháng này. Những ngày tháng lặn lội chuyển nhà, relocate, chuyển nhà các thứ, tái định cư đấy ở một thành phố khác. Đó thì nó thực sự là vất vả nhưng mà nó có những cái kỷ niệm rất là nhớ và mình rất là trân trọng tất cả mọi thứ diễn ra với mình, tất cả những cơ hội đã đến với mình để một lần nữa mình lại có cơ hội đặt chân sống ở một thành phố mới, một thành phố khác và có thêm nhiều trải nghiệm mới. Và anyway, hello in London, please be nice to me. Thank you for watching TV ở đây và mình sẽ còn quay trở lại nha. Thế nên là đừng quên like, share và subscribe. Bye bye.